xuống lò thờ bằng gỗ, bên em xin giới thiệu cho các bác một bộ đính thờ, bộ gồm 9 món các bác. Hàng đã được BU hoàn thiện, đây là của một anh khách ở Hà Nội, em đã BU theo màu yêu cầu của anh. Đây ạ, màu của anh là màu nâu gỗ. Đây các bác. Và em sẽ báo kích thước luôn cho các bác. Là ba cái đài nhỏ, đường kính là 10 cm. Ba đài này đường kính là 10 cm nhé. Chiều cao của nó là được 21 cm. Hai cái đài to đường kính là 12 cm, chiều cao của nó được 22 cm. Một cái mâm bồng rộng 32, cao là được 16 cm. Một đôi chân nến cao được 44, đĩa rộng được 18 các bác. Một cái lư từ chân lên đỉnh là cao 60. Lư hương thì đục dòng trầu mặt ngoẹt dưới chân quỳ. Ở lư hương thì em khoét lỗ ở trong nhé. Đấy, các bác nào về có thể xông trầm được nhé. Đấy, trước khi xông trầm mình đặt một cái bát nhỏ ở trên nhé. Còn em sẽ quay chi tiết đến cái thân lến này. Thân lến này thì có anh khách thì anh là muốn nắp bóng thì em sẽ đây khoan lỗ luồn dây cho các bác nắp bóng. Đây khoan lỗ từ đấy luôn. Đấy là các bác yên tâm, các bác muốn nắp bóng thì các bác có thể báo em khoan lỗ cho các bác nhé. Hàng đẹp chất lượng, các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đây rồi các bác mới thanh toán nhá, đảm bảo luôn cho các bác hàng bảo hành chất lượng. Cảm ơn các bác đã xem video của em ạ.